em Thiên Điều, tôi cũng xin kính chào toàn thể mọi người nhé. Hôm nay thì càng em lại tiếp tục về cho mọi người một chiếc xe cũng phải nói là cực kỳ đẹp đấy. Một em gầm cao đấy, một dòng xe lành bền đến từ thương hiệu Nhật Bản. Giới thiệu cho mọi người, con này là một con xe Toyota Fortuner nhé mọi người nhé. Có năm sản xuất 2011 nhé. Con này thì bản AT đấy. Với động cơ của nó là 2.7 máy xăng hai cầu đấy. Một chiếc xe tư nhân chính chủ biển Hải Phòng sử dụng nhé mọi người nhé. Có cam kết bảo hành cho mọi người là không đâm đụng tai nạn ngấm nước này, cột kèo keo chỉ và máy móc đều là zin nguyên bản. Đấy ạ. Thì bây giờ thì em xin phép mà đi vào chi tiết ở cái mẫu xe Toyota Fortuner đời 2011 này nhé. Vâng, về hệ thống tất cả hệ thống đèn đóm của xe được trang bị là hệ thống đèn zin nguyên bản mọi người nhé. Đấy, có trang bị hệ thống đèn bi salon. Đấy. Xe thì được trang bị 7 chỗ ngồi, được trang bị 7 chỗ ngồi mọi người nhé. Gầm cao thích hợp cho mọi cung đường đấy, thành phố đi được và khu vực đồi núi đèo dốc đều đi được cả, đúng không ạ? Xe thì có cam kết bảo hành cho mọi người là không đâm sô tai nạn ngấm nước nhé mọi người nhé. Đây, con này thì phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Dàn lốp thì mới cả dàn, lốp to mới cả dàn. Động cơ của nó là 2.7 máy xăng đấy. Nói chung là tiêu thụ cái em xe này thì nó cũng khá là ăn khá là nhiều xăng so với những cái dòng xe mà 7 chỗ ngồi. Xe thì có trang bị hệ thống bật bước lên xuống mọi người nhé. Bật bước lên xuống này. Đấy, đây, lốp dép là chủ xe mới thay xong nhé. Lốp dép là mới cả dàn luôn. Hệ thống đèn. Đấy, đây ạ, hệ thống đèn đóm của xe nhé mọi người nhé. Tất cả là đều bằng hệ thống đèn nguyên bản của xe nhé. Đèn zin nguyên bản, đúng không ạ? Có trang bị cảm biến này, đây, có trang bị cảm biến này, đấy, cũng như là đuôi cá này, gạt mưa đầy đủ này, đó. Một dòng xe thương hiệu Nhật Toyota Fortuner, đấy, một dòng xe nổi tiếng của dòng Toyota, đúng không ạ? Bây giờ thì xin mời mọi người cùng em đi vào cái phần nội thất ở cái mẫu xe Fortuner 2011 này nhé. Vâng, với cái phần hệ thống nội thất của cái mẫu xe này thì phải nói là cực kỳ là đẹp mọi người nhé. Đây ạ, nội thất ghế da. Đấy, đặc biệt con này có trang bị ghế điện nhé mọi người nhé. Đấy, đây, đấy, chỉnh ghế nhé mọi người nhé, chỉnh ghế điện này. Vô lăng có trang bị vô lăng 4 chấu và tích hợp các kim bấm ở trên vô lăng đầy đủ. Màn hình Android, cam hành trình và có cam lùi đầy đủ nhé. Xe này thì chắc chắn một điều là không có chạy dịch vụ taxi gì cả, đúng không ạ? Đấy, gia đình chuẩn 100% luôn. Đấy, dòng này mà chạy dịch vụ là chắc chắn là không nuôi nổi em nó đâu. Đấy, con này thì 100 cây nó ăn xăng đâu đó tầm khoảng... ăn xăng đâu đó tầm khoảng 13 đến 14 lít trên 100 cây. Đấy. Thì nói chung ấy là xe thì nói về cái nhiên liệu của nó thì nếu mà mọi người mà yêu thích cái dòng xe mà gầm cao và thương hiệu như thế này thì không để ý gì vấn đề xăng cộ. Đấy, xăng xe xăng cộ gì cả. Xe thì rất là chất rồi. Đấy, giá cả thì cũng phải nói là cực kỳ hấp dẫn cho mọi người nhé. Giá bên em đang chào bán với giá chỉ có 385 triệu đồng thôi. Đấy ạ. Rất hợp lý cho mọi người có thể tham khảo và lựa chọn nhé. Mọi người quan tâm đến mẫu xe này thì vui lòng nhấc máy liên hệ trực tiếp với Thiên Đường Ô Tô Cũ nhé. Qua số điện thoại là 0394 652 688 để được biết thêm thông tin chi tiết và giá cả cụ thể mẫu xe này mọi người nhé. Và trước khi kết thúc video thì rất mong mọi người ủng hộ cho bằng cách là like kênh này và chia sẻ cũng như là ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thiên Đường Ô Tô Cũ nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại mọi người trong những cái mẫu video lần sau ạ.